Thưa sư cho con hỏi, con rất hay ghen tị với người khác, cứ nhìn họ hơn mình là tâm con phải lại không yên. Và ghen tị với họ hay những người không bằng mình, con lại khinh thường họ. Sư cho con hỏi, khi gặp trường hợp này con nên làm như thế nào? Quý vị nên thực hành hai cái phương pháp. Đó là tâm bi và tâm hỷ. Tâm bi và tâm hỷ. Thực hành tâm bi như thế nào? Đó là khi thấy cái người khổ hơn mình, phát khởi cái lòng bi mẫn. Đó là khi mà thấy họ chịu những cái quả khổ á, như là bị nghèo, bị bệnh tật, thì thương họ. Thương họ là do họ phải chịu cái quả khổ của cái nghiệp bất thiện quá khứ. Đấy. Cái thứ hai đó là khi thấy một cái người mà họ làm ác ấy, thì thương họ. Phải tập ha, phải tập thương họ. Thương là họ làm cái việc ác này, họ sẽ phải chịu cái quả khổ khi nó trổ quả. Và bất kỳ cái phương pháp nào sư nhấn mạnh lặp đi lặp lại, đó là quý vị phải thực hành, phải kiên trì thực hành. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, khi đó quý vị sẽ thấy cái con người của quý vị bây giờ nó khác với con người cách đây 5 năm về trước. Nhưng mà phải kiên trì, chứ không phải là mình chỉ có thực hành có 1 buổi, 2 buổi thấy chưa có kết quả nản quá bỏ. Thì nó giống như quý vị đi những cái phòng tập gym ha, để mà rèn luyện thể hình như là người nữ đó, để mà có cái cơ thể cân đối ha, giảm bớt cái vòng eo rồi, hoặc là đi spa để mà chăm sóc nhan sắc, thì nó đều có lộ trình. Lộ trình 3 tháng, 6 tháng, 1 năm chẳng hạn như vậy. Nhưng mà không lý nào mà mình đi chỉ có một buổi, một mình thấy ôi mắc quá bỏ, thấy ôi cực quá bỏ. Mà đi chỉ có 1 lần, 2 lần như vậy mà quý vị đòi là mình phải có cơ thể nó săn chắc, nó xinh đẹp, thì xin thưa nó là viễn tưởng, nó là hoang tưởng. Cho nên thực hành ấy, cái tâm bi nó cũng y chang như vậy, phải kiên trì thực hành. Mỗi lần thấy chúng sanh chịu cái quả khổ thì mình thương họ. Mỗi lần thấy chúng sanh làm cái nhân khổ thì mình cũng thương họ. Kiên trì thực hành. Một thời gian dài sau thì quý vị sẽ thấy là nó thay đổi nhiều lắm. Và cái thứ hai quý vị phải thực hành đó là gì? Thực hành cái tâm hỷ. Đó là khi thấy ai đó đang hưởng cái quả lành, như là họ giàu, như là họ có nhan sắc, như là họ có sức khỏe, như là họ có tài năng. Phải tập. Mà ở các chuyên gia tâm lý gọi đó là cái tự kỷ ám thị đó, hoặc là tự thôi miên mình. Phải tập. Tập suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Nhờ họ có làm những việc lành, nhờ họ có làm những việc lành cho nên bây giờ họ mới hưởng các cái quả lành, và hãy hoan hỷ với họ. Cái thứ hai là khi thấy một người họ đang làm những việc lành, như là họ đang bố thí, họ đang giữ giới, họ đang hành thiền, thì hãy suy nghĩ là họ làm những việc lành này, nhờ những việc lành này đấy mà họ sẽ hưởng những cái quả lành ở trong những cái kiếp sống vị lai. Và như vậy đó, chúng ta hãy hoan hỷ đối với họ.